đây, 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 treo lên bờ tường này. Đây, 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 treo lên chỗ này. Ôi, khoan, khoan, khoan. Chỗ này không đẹp, chỗ kia mới đẹp. Đây, kia, đây, kia mới đẹp. À, chỗ sang đây, sang đây. Đây, cho cao lên một chút nhá. Đây, lên cao lên. Đây, 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 đây. Đây, 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 chỗ này mới hay này. Chỗ này mới hợp lý đây. Đây, 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 các cháu. Đây, treo chỗ này. Tránh, 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 Sao lại dừng thế hả cô Lại? Bác lại đây. Ủa? Sao thế hả cô Lại? Báo cáo bác trưởng phố. Bác nguyên là cán bộ tuyên huấn, lại nguyên là lính trinh sát. Sao? Bác cho em hỏi câu này nhá. Cô cứ nói đi. Thế tại sao một cái tâm biển hoành tráng đẹp đẽ lại trang nghiêm như vậy, bác lại đặt lên hai cái bức tường gạch đất rêu phong như thế kia là thế nào ạ? Tôi hỏi cô nhá, đoạn đường này nó có thoáng đãng không nào? Đây, bỗng dưng nhá, chỗ này bà con thấy không? Nó lồi ra hai cái bán bình. Đây, nó thắt cái nút cỏ chai, nó vừa mất mỹ quan đô thị. Đúng thế. Vậy làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự rồi là an toàn giao thông, thấy chưa? Công dân mà như thế thì thiếu trách nhiệm quá. Đấy, thiếu trách nhiệm quá. Chính vì thế chúng ta mới treo vào vị trí này, thì mới nhắc nhở bà con trong phố là quyết tâm xây dựng phố ta trở thành phố văn hóa. Phố văn hóa, quả thật là sâu sắc. Vậy thì chúng tôi xin được nhất trí tán thành. Nhất trí à? Treo lên, treo lên cho bác. Đấy, lên, lên, lên. Đấy, bên trái, lên, lên. Lên đi, lên đi, rồi đẹp rồi, đẹp rồi, đây. Chú Ngọc ạ, giá như phố ta, nhà nào, cá nhân nào cũng được như các cô các chú và các cháu đây ấy, thì phố ta đã trở thành phố văn hóa từ lâu rồi ấy. Báo cáo bác trưởng phố, dân chúng em ấy là luôn luôn ủng hộ, chứ cũng chả gây khó khăn gì cho các bác đâu. Làm được gì tốt cho phố là bà con chúng em sẵn sàng. Đúng thế. Đấy, cũng tại mấy cái đời trưởng phố trước ấy thiếu tính sáng tạo, thiếu linh hoạt. Đây, bảo bà con chúng em đi bầu trưởng phố, chúng em cũng đi thôi. Nhưng mà bầu xong trưởng phố rồi, cả khoa đây trưởng phố làm gì, bà con chúng em chả biết. Chỉ nhìn thấy cái sự tồn tại của năm này nó đẩy sang năm sau. Tồn tại của năm sau nó lại đẩy sang những năm sau nữa. Nó dẫn đến cái tình trạng phố ta nó có ì ệ, nó có sập sệ đấy bác ạ. Thôi thì bây giờ thế này này, bác là tinh thần người lính, bác lên làm trưởng phố, bác cứ hồ hảo đi, dân chúng em sẽ nhất tể sông lên phố. Đúng vậy bác ạ. Cảm ơn bà con, tôi mới nhận trọng trách có một thời gian ngắn, được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ như thế này, nó sẽ là động lực thúc đẩy tôi tiếp tục hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Dạ vâng ạ. Vâng, thưa bà con và tất cả mọi người, mỗi chúng ta gương mẫu thì sẽ giúp cho cả gia đình gương mẫu. Mà khu phố ta có nhiều gia đình gương mẫu thì chắc chắn phố ta sẽ trở thành phố văn hóa. Đúng không? Đúng quá, đúng quá. Bây giờ thế này nhá, người nào ở đoạn đường nào thì chúng ta phân công nhau về đoạn đường đấy để chúng ta dọn dẹp vệ sinh và đảm bảo môi trường, được chưa? Thống nhất thế nào? Dạ, thế thì chúng ta vào việc đi. Cháu về đi ạ. Đây này, đây nhá. Đấy, quét dọn ngay. Tốt quá, tốt quá. Các đồng chí thấy không? Bà con nhân dân họ lúc nào cũng vì cái chung, cái đúng, cái tiến bộ. Quan trọng nhất là cán bộ của chúng ta phải biết tập hợp sức mạnh của dân để cùng đẩy thuyền. Nhiệm vụ này nó thuộc về chúng ta, những cựu chiến binh đấy. Cho nên các cô các chú, chúng ta phải vận động bà con khu phố và gia đình quyết tâm xây dựng trong một thời gian ngắn thôi, phố ta trở thành phố văn hóa. Dạ. Đúng thế bác ạ. Chúng ta đã từng là người lính, nên cho dù là thời chiến hay thời bình, chúng ta tích cực xung phong, thực hiện nhiệm vụ được sao. Nhưng tôi có đề xuất như thế này. Chú cứ nói. Bên cạnh cái vấn đề vận động nhân dân xây dựng phố văn hóa, vẫn còn một số gia đình, đây, như gia đình đây, gia đình này, và cả cái chợ cóc kia nữa, chúng ta sẽ cương quyết dẹp bỏ. Nếu như họ chây ý, không dẹp bỏ thì chúng ta sẽ báo cáo với quy tắc phường, quy tắc thành phố. Chúng ta sẽ làm biện pháp mạnh để giải quyết vấn đề đó bác ạ. Bên cạnh những cái vấn đề đó, phố ta vẫn còn tồn động như cái vấn đề là an ninh trật tự này, phải, vấn đề giao thông này, vấn đề vệ sinh thực phẩm này, vấn đề tệ nạn xã hội. Đấy, đấy, chúng ta sẽ cương quyết làm bằng được bác ạ. Dạ. Đúng rồi. Đấy, đấy. Đúng rồi ạ. Bác ơi, kìa kìa. Bác nhìn kìa. Đấy. Đấy. Này, cậu có bà nhìn cái gì đấy hả? Nhìn gì đâu? Tôi thấy chú quen, thế cho nên là tôi nhìn thôi. Tôi nói cho cô biết,
Tôi biết cô là ai, nhà cô ở đâu. Kìa chú. Này này này. Biết cháu cô học trường nào. Kìa chú, mình là hàng xóm với nhau. Tôi nói luôn cho tất cả các bà biết. Tất cả khách đến đây mua bán, đến cái chợ cấp này này, thì thuộc quyền quản lý của bọn này. À, ghê nhé. Bép xét cái mồm á, là kìa, cô này. Cô có làm sao không? Đứng dậy nào. Em không sao bác ạ. Em chỉ phản xạ tự vệ thôi. Ôi, cái thằng này nó quái thật đấy. Bực quá bác ạ. Không thể chúng ta toàn là người tử tế thế này. Ê, thế mà lại phải sợ cái thằng đầu trộm đuôi cướp là như thế là thế nào? Ôi giời ơi, lúc nãy nó đang ở đây, sao bác không la lên đi? Bác chỉ được cái to mồm với hàng xóm này, thôi. Này, tôi to mồm khi nào mà cô bảo là tôi to mồm là thế nào? Ôi, này, ơi. Bác trưởng phố ơi, hôm nọ nhá, con chó nhà em không may nó phong uế vào sân nhà bác ý. Bác ý lại đi mắng nhà em bác ạ. À. Này này, tôi mắng là tôi mắng con chó. Kìa, chứ tôi mắng gì nhà cô mà là cô lại bảo bác tôi mắng cô nào? Bác ý mắng con chó thế nhưng mà bác ý lại ngó vào nhà. Có nghĩa là bác ý mắng nhà em chứ còn gì nữa. Vì chủ của nó khôn lỏi quá. Ấy bác trưởng phố ạ. Ấy con chó nhà cô rất tài nhá. Ấy sân nhà mình không tè. Ấy thế mà sang sân nhà người ta tè. Thôi 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 thôi. Cô chú ạ, chuyện trước đây ta không tái diễn nữa. Chúng ta đã thống nhất là treo cái biển này lên đây rồi, là chúng ta phải quyết tâm thực hiện cho bằng được. Chúng ta đã từng là người lính, đã cùng chung một chiến hào. Nào, xin mời các đồng chí. Dạ. Chúng ta cùng xung trận nhá. Nào, quyết tâm. Ê, anh kia. Ông quát ai à? Tôi quát chú. Quát tôi, tôi làm cái gì mà quát tôi? Tôi thấy chú vừa móc túi của người ta. Ông thấy, thế ông kia có thấy không? Ông có thấy không? Tôi vừa thấy chú xách túi đồ ngay trên xe máy của người ta nhá. Thế còn cô? Cô có thấy không? Tôi có thấy. Đấy, đấy, tàng chứng vật chứng đây, chứng đây. Cậu còn chối cãi gì nữa? Chối cãi không? Thấy thì làm đếch như thằng này hả? Tôi nói cho anh biết nhá. Người ta vất vả một nắng hai sương mới kiếm được đồng tiền lên thành phố mua hàng. Vậy mà anh ăn cắp của người ta để cúng cho nàng tiên trắng có phải không? Anh đúng là không còn tính người nữa. Tôi sẽ báo công an phường cho anh biết. Làm đi. Báo công an. Ông làm ngay đi. Thằng này đang chán sống đấy. Đang giai đoạn cuối này này. Tôi thách đấy. Này, anh này, này. Cái cậu kia. Cậu đừng tưởng từng lấy con người mà không làm gì được cậu nhé. Không làm gì được cậu đâu. Tôi nói cho bà biết. Bà có biết bom bẩn là gì không? Cô muốn đàn em tôi đến hỏi thăm hàng ngày không? Này. Tôi nói để cậu biết nhé. Thành phố đang chấn áp tội phạm. Hàng loạt các băng nhóm đang bị triệt phá. Cậu đừng dọa chúng tôi nhé. Thằng này không dọa đâu, làm thật đấy. Làm thật. Ông xem đây này. Trên khắp người tôi không còn chỗ nào để tiêm chích vào nữa đâu, nó vỡ hết phèn rồi. Tôi thách các người đấy. Có giỏi thì xông vào đây. Đừng ngồi đây tôi làm này. Vào đây. Bác trưởng phố. Ghê thật. Bác, cái trường hợp này bác cứ để em giải quyết. Này, chú nói cho cháu biết. Bác cháu bác lại dám xúc phạm đến cái hội cựu chiến binh của phố có phải thế không? Thì sao? Chú nói cho cháu biết nhé. Từ lúc cháu còn chưa đẻ ấy, là các chú đang chiến đấu ở ngoài chiến trường kia kìa. Bao nhiêu người đã phải bỏ thân xác ở ngoài đó để cho cuộc sống ngày hôm nay tốt đẹp như thế. Ấy thế mà cháu không chịu học hành, không chịu làm ăn mà lại vướng vào con đường tội lỗi như thế là thế nào? Bác trưởng phố, bác cứ để em dạy cho thằng này một trận. Được. Cậu vào đây. Xem đây này. Dẫm dây. Làm rất là công bằng nhá. Chú Ngọc sang bên kia. Chú Ngọc sang bên kia. Chú ngay thằng này nhá. Có dám đến phố này ăn cắp được không? Dạ, cháu chưa. Từ nay cháu sẽ không dám đến đây mà ăn cắp nữa. Biết chuyện đi chưa? Dạ, biết rồi ạ. Không ở đây thì cậu lại đi nơi khác để làm loạn. Phải giải cậu lên công an phường để cho pháp luật trừng trị. Ôi dạ, cháu không dám nữa đâu ạ. Tha thà. Đưa cậu này vào trung tâm cai nghiện để cậu ấy bị đoạn tuyệt với tội lỗi. Đứng lên. Bác ơi, tha cho cháu đi bác ơi. Tôi nói cho cậu biết, cuộc đời cậu còn dài. Đi cai nghiện làm lại cuộc đời đi. Nào, lên công an phường. Bác ơi, tha cháu đi bác. Bác ơi. Các đồng chí ạ, thành phố đang ban hành những chỉ thị về đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng chống tệ nạn trộm cắp. Đây là vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm, cần phải được giải quyết kịp thời. Từ đây, vị trí này sẽ là nơi quan sát và nơi làm việc của tổ an ninh dân phố. Các đồng chí thấy thế nào? Có được không? Bác trưởng phố, bác đúng là lính trinh sát có khác. Thế cho nên là bác chọn vị trí đắc địa thật đấy. Đấy, ngồi ở trên đây nhé, mà chúng ta có thể bao quát hết các vị trí xung yếu đấy bác ạ. Đúng thế bác ạ.
Ôi các đồng chí ơi, Mịt Nằm xuống. Bác trưởng phố ơi. Hả? Mìn gì mà mãi không thấy nổ ấy bác. Cẩn thận đấy, nó nổ đấy chú Ngọc ạ, nguy hiểm đấy. Bác ơi. Hả? Em nhìn hình như không phải mìn bác ạ. Mìn đấy. Này, hình như túi rác ấy. Chú Ngọc ơi, nổ đấy. Túi rác. Bác trưởng phố, rõ ràng đây là túi rác. Ấy vậy mà bác lại bảo là mìn. Bác nhìn gạo hóa quốc rồi đấy này. Thì tôi thừa biết đây là túi rác. Nhưng tôi hỏi cô chú nhá, nó có nguy hiểm như quả mìn không nào? Đấy, nó vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng mà lại mất mỹ quan đô thị. Mà có những túi rác ném không đúng vị trí, nó còn gây bất hòa bà con khu phố ấy chứ. Ý, cho nên là nó nguy hiểm ngang như với quả mìn đấy. Bác thầm thúy thật. Có làm cho các cô các chú một phen hú vía thì mới thấy tính chất nguy hiểm của quả mìn này. Để vận động bà con khu phố có bỏ rác ấy thì cũng phải bỏ rác vào nơi quy định. Rõ chưa? Bác, bác ơi, vận động mãi rồi mà người ta có làm đâu. Người ta vẫn vứt rác bừa bãi ấy. Đấy bác xem, trên bờ tường, thậm chí cả như trên gốc cây ấy, viết những câu khẩu hiệu rất hay. Nhưng người ta có làm đâu, người ta vẫn vứt rác bừa bãi. Mà thành phố đã có quy định rồi, nếu như phố nào, gia đình nào bỏ rác không đúng nơi đúng chỗ sẽ bị phạt tiền mà phạt nặng đấy bác ạ. Đấy. Đây, cái tọa độ túi bay từ đây ra. Từ đây hả? Bùm. Hướng này. Đây đây đây. Như vậy là 100% cái túi rác này là của nhà bà Thắm. Cô này. Dạ. Cầm túi rác theo tôi. Bác đưa em ạ. Các đồng chí này, sang đấy chúng ta vận động nhẹ nhàng thôi nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. Mẹ ơi. Con này. Mẹ ơi, con xin mẹ. Tao định chết mày. Bác ơi, ấy bình tĩnh thôi, bình tĩnh nào. Có chuyện gì thế? Bác bảo em bình tĩnh thế nào được? Đây, nó học hành thế nào, nó với bạn bè nó đánh nhau rồi đưa lên mạng. Nhà trường mới đưa, mới gọi em lên. Bác, ơi, thôi, cứ bình tĩnh nào. Có gì mà con em, đây là chuyện riêng của gia đình em. Bác cứ để em giải quyết. Này, tôi nói được cô biết nhá. Chuyện riêng gia đình nhà cô, nhưng nó mất an ninh trật tự khu phố. Con cô là công dân của phố này. Tôi là trưởng phố, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ công dân của phố tôi. Vâng, vậy thì đây, bác trưởng phố, bác xem có cách nào giải quyết để giáo dục con em đi. Em ơi, đúng là em bó tay rồi. Bác ơi, cháu xin bác, ở nhà mẹ cháu đánh cháu nhiều rồi, cháu sợ lắm. Bác ơi, bác tha cho cháu đi, cháu bác sợ lắm. Bác tin lời nó, bác cứ để... Mẹ ơi, mẹ ơi. Sao bác đánh nhà. Bác kìa, sao bác lại đánh em? Tôi hỏi cô, tôi đánh cô, cô có thấy đau không? Có cách nào đau hơn là dành đòn roi cho con không hả cô? Vâng. Nhưng em khổ lắm bác ạ. Vợ chồng em tối mày tối mặt làm ăn để lo tương lai cho nó. Nhưng nó chẳng chịu học hành gì cả. Suốt ngày nó chỉ cắm mặt vào điện thoại. Đến bây giờ nó còn đòi nó bỏ học nữa. Bác bảo như thế thì em sống thế nào được hả bác? Ủa, người xưa có câu nhân chi sơ tính bản thiện. Nếu như vợ chồng cô chú dạy bảo các cháu từ tấm bé những điều hay lẽ phải thì khi lớn lên các cháu sẽ vững vàng trước cuộc đời. Đằng này gia đình cô chú để mặc hết cho nhà trường. Đến khi con cái đi học thêm nhà thầy nhà cô cứ tưởng là yên tâm, nhưng có biết được rằng chúng nó bị bạn xấu lôi kéo đi chơi game rồi là gây lộn như vừa rồi đấy thôi. Trời ơi bác ơi, thế bây giờ em phải làm thế nào đây hả bác? Chồng à, lại đây này. Lại đây với bác. Hai mẹ con. Bác ơi, cháu sợ. Lại đây nào, đừng sợ. Mỗi gia đình phải là một pháo đài, phải cùng nhau xây đắp gia đình hạnh phúc, phải tìm thấy tình yêu thương trong ánh mắt của nhau. Vâng, em hiểu ý bác. Gia đình em chỉ nhìn nhau với ánh mắt đầy hoài nghi giận dữ. Mắt
mắt em thì chói lòa sấm chớp, miệng tuôn ra những lời lẽ đầy nghiền chua hoa. Mắt chồng em thì đỏ rực men rượu, men bạc, men tình. Mắt con em thì đầy u uất. Thì hỏi làm sao chúng em hạnh phúc sống bên nhau hả bác? Vâng, tôi hiểu. Cháu gái, trong chuyện này cháu cũng là người có lỗi. Cha mẹ nào cũng thương yêu con cái, cháu phải biết tập trung vào chuyện học hành, không chơi bời lêu lỏng nữa, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Con gái, mẹ biết lỗi rồi. Thôi, hai mẹ con về đi. Biết nghe lời mẹ nghe con. Dạ vâng ạ. Ừ. Chào bà, chào cho cháu về. Về nhá. Về. Vào đây. Ok bác. Vào đây. Cháu có làm gì đâu. Cứ vào trong đây. Chú Ngọc, có chuyện gì thế? Vào đây. Cháu ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Cháu có làm cái gì đâu sao? Cứ ngồi xuống đây. Sao, có chuyện gì? Đứng trước mặt cậu là trưởng phố, còn tôi là tổ trưởng tổ an ninh của phố. Báo cáo với bác trưởng phố, trong lúc chúng tôi đang đi làm nhiệm vụ thì chúng tôi phát hiện được một tốp đầu xanh đầu đỏ đua xe đánh võng lạng lách. Tôi bắt cậu ta về đây. Dạ thưa bác trưởng phố. Sao? Cháu chỉ là người đứng xem, cháu không đua xe. Sao bác Ngọc lại bắt cháu về đây ạ? Này này, không đua xe mà đứng xem đua xe thì cũng là đua xe. Ngồi xuống. Bác nói vô lý lắm. Thế tại sao những cái thằng đua xe bác không bắt, bác lại đi bắt cái người đứng xem ạ? Vì chúng nó chạy nhanh, tôi không bắt được nó. Chính vì thế tôi bắt cậu về đây để răn đe chúng nó. Ngồi xuống đây. Nhưng mà... thật là lạ. Bây giờ tại sao lại có một bộ phận thanh niên sống thờ ơ, vô trách nhiệm, coi thường pháp luật đến thế cơ chứ? Kìa cháu, cháu cứ vào đây. Bác ơi, vào đây đi rồi nói rõ sự tình. Lại. Các cô, các cháu có cháu chuyện gì thế hả cô Lại? Đây cháu. Dạ, có chuyện gì? Cháu chào các bác. Ừ. Bác trưởng phố. Bác. Sao nào? Chồng cháu lại đánh cháu. Úi giời ơi, vợ chồng trẻ thì lại đánh nhau. Thế tại sao lại không lấy cái bản cam kết là không bạo lực gia đình mà hôm trước nó đã ký rồi mang ra mà dọa nó? Cháu dọa rồi. Nhưng mà không được, bác xem này, anh ấy đánh cháu thoát hết cả đầu. Ôi giời ơi, cái này, vợ chồng trẻ biết bảo ban nhau mà sống như đằng này. Cháu nhường nhịn rồi, thế nhưng mà anh ấy vẫn chứng nào tật đấy, vẫn cứ lô đề cờ bạc cá cược bóng đá. Bây giờ tiền mất tật mang, cháu là vợ cháu cũng xót của lắm. Thế nhưng mà mỗi lần cháu nói anh ấy đánh cháu. Ê, cái thằng này. Thôi được rồi. Được rồi. Để bác sẽ có cách. Phải tính xem thằng này phải xử lý theo ông. Ơi, hả? Bác còn tính cái gì nữa? Sao? Bây giờ ấy là bác cứ báo cáo với phường. Ờ. Sau đó là đưa anh ta ra trước cộng đồng dân cư mà kiểm điểm. Ừ. Đấy đấy đấy. Sau 6 tháng nếu vẫn còn tiếp tục tái phạm thì cho đi chạy cải tạo giáo dục luôn. Anh ơi, phải thế đấy. Mà đi đúng chạy phải cải tạo về rồi mà vẫn còn đánh em nữa thì sao ạ? Vẫn đánh hả? Vâng. Thì lại báo cáo với phường, thậm chí là cao hơn là báo với tòa án. Ừ. Để xin cái lệnh là cấm tiếp xúc. Được. Này, dạ. Thế cậu lấy cơ sở pháp lý nào? Cậu nói câu vừa rồi đấy. Đấy là luật phòng chống bạo lực gia đình mà bác. Đúng, cô Lại. Dạ. Cô là tổ trưởng tổ hòa giải. Bây giờ đưa cháu Lệ về nhà. Cứ thế mà làm. Nói với chồng nó những điều mà cậu thanh niên này vừa mới nói xong. Bác ạ, không được đâu ạ. Sao? Bây giờ bác mà nói nữa thì cháu về cháu càng bị đánh ấy ạ. Này, nếu nó vẫn đánh cháu ấy, thì cô nói rằng là cán bộ phố sẽ chiều theo luật phòng chống bạo lực gia đình mà xử lý, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Nào, thôi đi về đi. Nhưng mà cháu... Thôi cháu ơi, dạ. Nói gì thì nói, luật gì thì luật. Vợ chồng phải biết bảo ban nhau mà sống, nhớ chưa? Dạ. Ừ. Thôi đi về đi. Cháu chào các bác. Bớt lời đi nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. Thế nhá. Dạ. Còn chú Ngọc, đưa cậu này về nhà văn hóa cho tôi. Dạ, có thôi. Kiểu bác ơi. Hả? Cháu chỉ đứng xem, vừa mới đứng xem một tí thôi. Cháu không đua xe. Sao bác lại bắt cháu? Ý tôi ấy là cậu cùng với chú Ngọc và cán bộ của phố là đi tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân. Bởi vì làm cán bộ phố không đơn thuần là nhiệt tình không đâu, mà cũng phải hiểu biết về pháp luật. Có đúng không chú Ngọc? Đúng thế đấy bác trưởng phố. Cháu giận hết cả mình. Ông, không phải là chúng tôi không hiểu pháp luật, nhưng mà làm theo pháp luật đã không phải là dễ. Đây là nơi làm việc của tôi. Cà này là căng rồi đấy. Đi. Tôi không rồi. Về. Cứ để cho bác trưởng phố giải quyết. Bây giờ cậu theo tôi lên phường nha. Dạ vâng ạ. Thôi hai chú cháu đi nhá. Dạ vâng, cháu chào bác ạ. Tôi nói với ông này. Tôi biết là quy định ấy không được mang hàng ra vỉa hè. Nhưng mà cái chợ cóc của phố mình nó đã hình thành cách đây mấy chục năm rồi. Bao nhiêu lần bảo dẹp mà có dẹp được đâu. Lần này sẽ dẹp. Ai vi phạm xử lý hết. Này. Thế kể cả tôi là vợ của ông à? Tôi nói thật nhá, dơ cao thì cũng phải đánh khẽ, vuốt mặt thì cũng phải nể mũi.
Đằng này ấy, mấy cái chú an ninh trật tự khuân hết cả hàng của tôi lên phường. Lần này ấy, tôi sẽ lên phường gặp mấy cái anh lãnh đạo phường ấy. Ê kìa bà. Nói với các anh ấy rằng các anh ấy nhìn thấy Lý nhưng mà không nể tình. Ê kìa bà. Cho dù là không nhìn thấy tôi nhưng cũng phải nhìn thấy ông. Tôi là vợ của ông, dù gì ông cũng là một trưởng phố. Ấy thế mà. Bà ơi, mình cứ vận động gia đình khác thực hiện, trong khi nhà mình thì không gương mẫu. Nói ai người ta nghe, ai người ta tin. Tôi đã nói với các anh trật tự rồi, nếu như bà còn bày hàng lấn chiếm ra ngoài vỉa hè thì cứ thu, đừng vì tôi mà nể nang gì cả. Này, thế ông tưởng tôi thích ngày hai buổi cứ mang hàng ra rồi vác hàng vào lắm à? Tôi nói thật nhá, mấy đồng lương hưu của ông ấy cũng chỉ đủ mua thuốc thang chữa bệnh những lúc trái gió trở trời thôi. Cái chợ cóc ấy hàng ngày nó đang nuôi sống tôi và ông đấy. Bà, tôi biết bà vất vả ngược xuôi buôn bán để chăm lo cho cái gia đình này, nhưng nhà nào cũng vậy thôi bà, cũng phải chấp hành theo pháp luật thì mới xứng đáng là công dân của khu phố văn hóa. Rồi nhà ta phải làm trước để cho bà con khu phố noi theo chứ. Đang yên đang lành tự nhiên lại nhận cái chức ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng làm gì, bây giờ cứ phải áy náy như thế. Bà ơi, các phố khác người ta làm được, tôi thấy phố mình cứ ì ạch tồn động mãi những yếu kém hạn chế, tôi không suy nghĩ chăn trở làm sao được cơ chứ. Này, các khóa trước họ làm thế nào thì khóa này ông cứ thế mà làm. Kìa bà, ông mà làm găng quá ấy, ra đường không còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa đâu. Mà tôi nói thật, cái chợ cóc ấy ấy, tuy nó có mất mỹ quan đô thị một chút nhưng nó đã tồn tại như một phần tất yếu của cái phố này rồi. Khi nào có chiến dịch thì các ông cứ làm, nhưng mà làm qua loa, làm chiếu lệ thôi. Khi nào hết chiến dịch thì ông cứ lờ đi, cho bà con người ta còn kiếm miếng cơm manh áo nữa chứ. Bà, gần cả cuộc đời tôi đã hy sinh cho dân, cho đảng, chẳng nhẽ đến bây giờ chỉ vì miếng cơm manh áo mà tôi lại mang tiếng với dân với đảng hay sao hả bà? Thì lần trước cũng cái chiến dịch dọn dẹp đường thông hè thoáng, tôi cũng đã vì ông mà phá cái bán bình đi. Chính vì vậy hàng ngày tôi cứ phải mang hàng ra rồi vác hàng vào. Bây giờ ông bảo không được mang hàng ra vỉa hè, rồi dẹp luôn cả cái chợ cóc đi. Ông làm như thế là cắt cơm của biết bao nhiêu người, trong đấy có cả gia đình nhà mình nữa đấy. Bà, cùng lắm thì nhà ta mỗi bữa ăn... Thôi, tôi biết rồi. Tôi biết ông sẽ nói gì rồi. Ông sẽ bảo là gia đình nhà mình chi tiêu tằn tiện đi một chút chứ gì. Tôi nói thật nha, dù sao gia đình nhà mình cũng còn đồng lương hưu của ông, tằn tiện rồi cũng qua. Nhưng ở cái phố này này, biết bao gia đình không có công ăn việc làm, họ sống được là nhờ cả vào cái chợ cóc ấy đấy. Ông làm như thế, ra đường liệu có còn mặt mũi nào để nhìn hàng xóm nữa hay không? Bà con dân mình toàn là người lao động, cán bộ đảng viên ít, cho nên vận động quần chúng khó khăn lắm. Nhà ta cần phải gương mẫu thực hiện trước. Bà nghe lời tôi, ta cứ làm trước đi bà nhé. Lấy nhau mấy chục năm, có bao giờ tôi làm trái với ông điều gì đâu. Vâng. Ông cũng thấy đấy, cưới nhau được một tháng rồi ông vào chiến trường. Ở nhà mọi công to việc lớn đều do hai vai tôi gánh vác. Rồi phong trào phụ nữ ba sẵn sàng, ba đảm đang, tôi nào có thua kém ai. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Ai cũng lao vào để làm ăn kinh tế, lo vun vén cho bản thân và gia đình. Dù gì ông cũng là một trưởng phố, ông đã không biết lo lắng cho gia đình, không biết mang lợi về cho gia đình thì chớ. Đằng này việc gì ông cũng tiên phong gương mẫu đi đầu. Tôi nói thật nhá, làm gì thì làm, nhưng ông cũng phải thức thời lên một chút. Báo cáo bác trưởng phố. Vâng. Mặc dù bà con nhân dân chúng em rất ủng hộ quan điểm của bác, nhưng ý kiến của bác gái vừa rồi chúng em cũng rất tán đồng bác ạ. Bác biết đấy, những hộ kinh doanh trong chợ cóc của khu phố mình toàn là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nếu bây giờ chúng ta dẹp đi cái chợ cóc thì họ biết nhìn vào đâu để lo cho gia đình hả bác? Đấy, ông thấy chưa? Đúng đấy bác ạ. Bây giờ bác phải có ý kiến kiến nghị như thế nào để bà con chúng em còn có kế sinh nhai nữa. Nói thật với bác, phải khổ lắm chúng em mới phải mài mặt ra đường để bán mớ rau mớ cá, kiếm đồng quả tâm bánh. Bây giờ ấy, mà có cách gì để chúng em kiếm được thu nhập mà lại không phải ra cái chợ cóc kia để buôn bán nữa thì lúc đấy không chỉ gia đình em mà toàn bộ khu phố đều ủng hộ bác à. Này,
cô vừa mới phát biểu cái ý kiến gì thế? Vâng dạ. Cô lại đây tôi bảo. Sao thế bác? Cô đề xuất cái gì thế hả? Ôi dồi ôi, nhưng em đề xuất như thế nó là chính đáng. Chính đáng, nhưng lúc này chưa hợp lý. Lo việc cho một vài người thì dễ, nhưng lo việc cho mấy chục hộ trong cái khu phố này, cô tưởng là đơn giản đấy à? Thế bây giờ phải làm thế nào ạ? Chính đáng. Dạ, báo cáo bác trưởng phố. Sao cô? Theo em thấy ấy, là mấy cái chợ cóc ở cái thành phố mình bảo dẹp bao nhiêu lần rồi có dẹp được đâu. Đúng rồi. Dẹp lên dẹp xuống mà cũng không được. Thôi thì em xin bác đấy, khi nào có chiến dịch, bác cho bà con chúng em dọn hàng vào. Hết chiến dịch chúng em lại bày hàng ra bán. Như thế có được không bác? Bác nói thật, chúng em sẽ ủng hộ bác đến nơi đến chốn. Đúng à. Chỉ duy nhất có một nguyện vọng là thôi, bác ủng hộ bà con chúng em. Gia đình tôi cũng có một nguyện vọng xin đề xuất. Chú Hoàng. Thưa bác trưởng phố, thưa bà con, như bà con đều biết, mặc dù là thương binh nặng, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nhờ vào và phiền lụy một ai một vấn đề gì. Thế nhưng hôm nay cực chẳng đã, tôi mới phải lên đây để xin mạnh dạn đề xuất một việc, đề nghị phố có ý kiến lên với phường xem xét về trường hợp của gia đình nhà tôi. Chú cứ nói. Chả nói thì các bác cũng biết, thằng con trai nhà tôi học văn hóa kém, chả có nghề ngỗng gì, suốt ngày cứ chơi bời lêu lổng với lũ bạn bè. Vợ chồng tôi sợ nó hư hỏng, thế cho nên dành dụng tích cóp và xây dựng cho nó cái quán nét nhỏ nhỏ để cho nó lo làm ăn. Tôi biết là xây dựng cái quán nét là có phần lấn chiếm vỉa hè, thế nhưng tôi cũng mong các bác, mong đoàn thể chính quyền xem xét cho trường hợp gia đình nhà tôi, nghĩ đến công hy sinh đóng góp xương máu của tôi mà không tháo dỡ cái phần lấn chiếm để cháu nó có chỗ làm ăn. Nói thật với các bác, cái quán nét bây giờ đang đông khách, mà cho dừng cái việc kinh doanh lại ấy, thứ nhất là thiệt hại cái phần kinh phí đầu tư, thứ hai là tôi sợ thằng con tôi nó lại chán trường rồi ngựa quen đường cũ, tiếp tục chơi bời. Đến lúc đó vợ chồng tôi biết sống như thế nào đây? Trời ơi bác ơi. Đấy, chú Hoàng ơi, chú bình tĩnh lại đây. Hôm nay tôi có cái nguyện vọng để xuất lên với phố như thế, để phố có ý kiến lên với phường. Mà tôi nói thật nha, nếu như mà phường cứ vẫn quyên quyết tháo dỡ ấy, thì tôi cứ ngồi đó cho phường tháo dỡ đấy. Chú cứ bình tĩnh đi. Bác trưởng phố đây, dầu gì cũng xuất thân từ một người lính. Phải chắc chắn bác ấy sẽ bảo vệ anh em chúng mình thôi. Thì tôi cũng cứ nói như thế. Mọi việc đâu nó sao còn có đó. Đúng. Xin chào các bác. Chào bác trưởng phố. Chào chú. Mời chú ngồi. Báo cáo bác trưởng phố, gia đình em lâu nay ấy thì cũng có cái bán bình xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Vâng. Nếu không vì cái quán bánh cuốn của vợ em đang đông khách thì em đã tự nguyện phá dỡ từ lâu rồi. Nhưng nếu bây giờ phá dỡ đi thì lại không có chỗ bán hàng. Mà bây giờ cả nhà em lại chỉ trông nhờ vào mỗi nồi bánh cuốn ấy. Cho nên hôm nay em lên đây nhờ bác có ý kiến với phường. Phá dỡ gì thì phá dỡ, cũng phải chừa ra những hộ gia đình đã có công hy sinh xương máu như chúng em đây. Bác trưởng phố ạ, bác cũng vừa nghe một vài ý kiến của bà con nhân dân trong phố rồi đấy. Nói thật với bác, về cái chủ trương của thành phố là xây dựng môi trường xanh sạch đẹp là bà con chúng em rất ủng hộ, rất cao ý. Nhưng mà để dẹp cái chợ cóc ngay lúc này thì em thấy nó chưa hợp lý đâu. Chưa hợp lý đâu bác ạ. Thôi thì bác ở bên cạnh bác Giai, bác nói giúp chúng em một tiếng cho bà con nhân dân chúng em được nhờ với ạ. Vâng ạ. Đấy, ông đã thấy khó chưa? Cái khó ở đây ấy, biết bao nhiêu đời trưởng phố khác có làm được đâu. Ông cứ tưởng là mình có kinh nghiệm trong quân ngũ, quản 1.000 quân thì dễ, nhưng về địa phương mình làm đâu phải là dễ. Việc gì ông cũng tiên phong gương mẫu đi đầu, nhưng mọi người có theo ông đâu. Tôi nói thật, lần này ấy, phố làm gì thì tôi làm theo thế ấy, chứ tôi không vì ông mà làm trước nữa đâu. Thưa bà con và các đồng chí, đối với tôi, thời kỳ nào cũng vậy, nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành, khó khăn nào cũng phải vượt qua. Trước kia tôi đã thắng giặc, giờ đây tôi phải quyết tâm thắng được đói nghèo. Thưa bà con, trong thời gian qua tôi đã suy nghĩ, bàn tính rất kỹ với các đồng chí lãnh đạo của phố, và phương án làm ăn mới của tôi cũng đã trình bày với các đồng chí lãnh đạo của phường, và các đồng chí lãnh đạo phường cũng rất ủng hộ và đồng thuận với phương án của tôi. Bác, tôi xin trình bày trước bà con nhân dân, nếu như được bà con và các đồng chí đồng ý
thì chúng ta cùng bắt tay làm. Bác cứ nói đi. Bác luôn đi. Bác nói cho em biết. Thưa bà con, khu phố của chúng ta có truyền thống là làm nem chua, giò chả, bánh cuốn và miến phở rất ngon. Trong khi nhu cầu của xã hội là rất cao. Đấy, nhưng hiện nay mọi người quan tâm nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Đấy, chính vì thế chúng ta phải vận động một số gia đình sản xuất nhỏ lẻ cùng vào liên kết để xây dựng thương hiệu khu phố ẩm thực. Hội phụ nữ thì đảm bảo vệ sinh môi trường. Hội cựu chiến binh của chúng ta đảm bảo địa điểm kinh doanh và an ninh trật tự. Đoàn thanh niên thì tổ chức tiếp thị, giới thiệu, quảng bá trên mạng. Đấy, và ship hàng tới tận nơi. Ôi giời ơi, thế thì tốt quá. Khu phố của chúng ta thoáng đãng, rộng rãi, phong cách phục vụ nhiệt tình, thân thiện, chu đáo, sản phẩm chất lượng cao. Tôi tin trong một thời gian ngắn, thương hiệu ẩm thực của khu phố chúng ta nổi tiếng toàn thành phố. Ôi giời ơi, nghe bác trưởng phố trình bày quá ông ạ. Bác trưởng phố này, tôi nghe bác trình bày ấy thì rất là hay. Vâng, rất tốt, rất có cơ sở. Nếu chúng ta làm được như vậy thì còn gì bằng. Thế nhưng các bác cũng thấy rồi đấy, bây giờ thời buổi kinh tế thị trường, cạnh tranh buôn bán, nếu chúng ta làm được như vậy thì là tốt, nhưng mà ta triển khai làm liệu có hiệu quả không? Liệu có làm được chú Hoàng ạ? Trong kinh doanh có câu buôn có bạn, bán có phường. Nếu như chúng ta biết phát huy thế mạnh là nghề truyền thống của chúng ta kết hợp với sản xuất kinh doanh và xây dựng nếp sống văn hóa thì tôi tin chúng ta sẽ có chỗ đứng riêng cho mình. Thưa các bác, lâu nay phố ta vẫn bị mang tiếng là mất an ninh trật tự. Cho nên sản phẩm bà con làm ra, cho dù có chất lượng bao nhiêu, tốt bao nhiêu, vẫn không thu hút được khách. Tôi tin chắc rằng, với cái mô hình kinh doanh kiểu này, chắc chắn khách hàng sẽ đến với mình rất là đông. Vâng. Đúng rồi. Tôi sẽ xung phong về tháo dỡ cái bán bình nhà tôi đầu tiên. Và sẽ vận động bà nhà tôi bán bánh cuốn theo cái mô hình mà các bác đưa ra. Ôi, tốt quá. Gia đình chú. Bác trưởng phố. Liên phong rồi nhá. Bác trưởng phố. Sao? Nhà em làm bún phở là ngon nổi tiếng. Vâng. Bác cho em đăng ký tham gia luôn. Ý, tốt quá, đồng ý. Các bác ơi, nhà em làm nem giò chả thì mọi người yên tâm rồi, gia đình em cũng xin được ủng hộ. Thấy chưa? Tốt rồi. Còn tôi ấy, cái khoản phục vụ cứ để tôi lo. Ôi trời ơi, bác tham gia thì tốt quá. Tôi xin lỗi. Lúc nãy tôi hơi nóng. Chú Hoàng. Tôi có ý kiến như thế này. Chú nói đi. Thứ nhất là ngay hôm nay tôi sẽ về tháo dỡ cái bán bình nhà tôi. Tốt quá. Và việc thứ hai tôi đề xuất, các bác thấy thằng con trai nhà tôi có khả năng chỉ huy được top xếp hàng ấy thì các bác cứ giao cho nó làm đi ạ. Được chứ. Gì chứ cái quảng cáo trên mạng internet ấy là nó chuẩn nhất đấy các bác. Đấy, cái con trẻ bây giờ là cái món đấy là nó thạo lắm đấy. Bà con nhân dân ở đoạn đường em quản lý đã thông suốt được quan điểm rồi. Thông suốt rồi hả? Tốt rồi. Tôi ở cũng thế. Bà con rất đồng tình xây dựng nơi mình ở trở thành phố ẩm thực. Vâng. Thưa bà con, thành phố đầu tư cho mở rộng con đường này. Nếu như chúng ta quyết tâm thì chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn. Đúng thế. Nào, hãy cùng nắm tay nhau thật chặt. Bà con, chúng ta cùng quyết tâm làm nhé. Được chưa? Bà con thấy đẹp không? Ôi trời ơi. Đấy, phố của chúng ta rất là khang trang. Đẹp quá. Trông trông sáng sủa hết thế. Đấy, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đấy, vâng. Thưa toàn thể bà con nhân dân, trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành và sự chung tay của bà con nhân dân, giờ đây những con người lầm lỡ đã hoàn lương, những gia đình bất hòa giờ đây đã rộn vang tiếng cười. Khu phố của chúng ta đã được công nhận là khu phố văn hóa. Ôi tốt quá. Vâng, thưa bà con nhân dân, văn hóa thúc đẩy kinh tế phát triển, và khi kinh tế phát triển sẽ giúp cho xây dựng đời sống văn hóa tốt hơn. Thưa bà con nhân dân, giành được danh hiệu đã khó, nhưng bây giờ chúng ta giữ vững danh hiệu đó còn khó hơn nhiều. Cũng ví như mỗi chúng ta đây, nếu như một cánh tay hạ xuống thì dòng chữ này, danh hiệu này sẽ không còn ý nghĩa nữa. Cho nên tôi mong tất cả mọi người, chúng ta phải chung sức đồng lòng, nói đi đôi với làm, thì chúng ta có thể tin rằng vì sự hạnh phúc của mỗi gia đình, vì sự giàu đẹp của quê hương, nhất định chúng ta sẽ làm được. Đúng thế, chúng ta sẽ làm được.